Ok, chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ nói sơ về cái con 5D Mark 4 này nha. Thì mình sẽ không nói về kỹ thuật hay là thông số này nọ, chi tiết của con máy này đâu. Tại vì rất là nhiều video và các kênh lớn họ cũng đã làm về kỹ, về review kỹ về con máy này rồi. Thì 5D Mark 4 á, thì cái cảm nhận đối với anh em làm nghề á, thì nếu mà các bạn có điều kiện á, mấy bạn sắm con 5D Mark 4 thì dường như là mấy bạn không cần phải lo gì hết. Chắc chắn nó sẽ đảm bảo được chất lượng dịch vụ của mình cực kỳ tốt luôn nha. Còn hôm nay mình sẽ nói về, hôm bữa trước là có trên kênh của mình á, là cũng vui là cũng có mấy bạn comment để mà hỏi thăm với lại chia sẻ kiến thức với mình. Thì tuy là không nhiều nhưng mà cũng thấy được là cái những cái mà mình chia sẻ cũng giúp ích được cho cũng chút chút gì đó cho mọi người. Thì bạn đó có hỏi mình về cái việc là quay bằng con 5D Mark 3. Thì hôm nay mình thực sự thì mình có cầm 5D Mark 3 mình chụp rồi, nhưng mà đối với quay bằng 5D Mark 3 thì mình chưa có sử dụng nó để quay bao giờ, cho nên mình sẽ không nói nhiều về nó. Còn hôm nay mình sẽ nói về cái con 5D Mark 4, về cái chức năng quay của 5D Mark 4 ha. Thì ở đây mình có mượn được từ shop của một người em mình, thì con body con 5D Mark 4 này còn rất là mới nè đó. Còn hôm nay thì mình sẽ nói về cái phần quay. Thì về con 5D Mark 4 này á, thì nó hỗ trợ quay tốt hơn con 5D Mark 3 nhiều á. Lý do là nó có hỗ trợ Movisual AF nè, là bắt nét liên tục nè. Rồi trong đây mình thấy là có cả cái phần là tracking và nhận dạng khuôn mặt. Rồi tiếp đến là cái phần định dạng quay. Thì ở đây nó sẽ có hai phần, khi mà bạn vô chọn ở trong phần menu á, nó sẽ có hai phần là cho bạn chọn là định dạng quay là MOV hay là MP4. Thì mình khuyến khích là để chất lượng video của mình nó tốt á, thì các bạn nên chọn là MOV. Thì MP4 là định dạng nén nha. Thì khi mà mình chọn MOV, nó sẽ cho mình lựa chọn rất là nhiều cái sự lựa chọn đó. Thì ở đây mình sẽ có là Full HD 23 frame hình nè, là 24 đó, 24 frame, 23.98 là 24 đó. Rồi Full HD 30 frame nè, là 29.97. Rồi Full HD 59.94 là Full HD là 60 frame. Rất tốt ha. Kèm theo đó là định dạng quay 4K 30 frame. Định dạng quay 4K 30 frame nha. Thì cái định dạng này đôi lúc trong một số trường hợp thì có thể hỗ trợ các bạn để mà quay cái 4K, để mà các bạn có thể là crop lại hoặc là scale lại để giữ cái độ chi tiết mình khi mà mình dựng trên chuẩn Full HD. Thì cái này tùy theo mục đích mọi người sử dụng thôi. Thì thêm một cái đặc biệt nữa, màn hình của 5D4 là gần như đã bắt kịp xu thế bây giờ, là đã trở thành màn hình cảm ứng rồi, cho nên việc thao tác nó rất là dễ dàng luôn, cực kỳ dễ dàng luôn nha mọi người đó. Thì lúc mà quay á thì mình có thể lia tới đâu, mình có thể chọn ngay cái chủ thể nè. Đây mình chọn trực tiếp nhờ cái màn hình cảm ứng, mình hãy chọn trực tiếp đó, tracking ngay cái chủ thể mà mình cần, hoặc là bật chế độ, mình bật cái chức năng là nhận dạng khuôn mặt lên thì máy sẽ tự động nhận dạng khuôn mặt trong khung hình luôn và lấy nét rất là dễ dàng nha. Thì nếu mà các bạn thích, đối với những các bạn mà thích cái body mà theo kiểu là hầm hố của DSLR mà phải có chức năng quay ok, như là tiện dụng dễ xài, như là những con máy mirrorless, như là màn hình cảm ứng nè, chạm để lấy nét nè, rồi tracking nè, rồi vân vân các kiểu, và nhận diện khuôn mặt, thì con 5D4 làm được hết nha. Còn nếu mà các bạn muốn gọn nhẹ hơn thì các bạn có thể tìm hiểu và sắm cho mình một cái con máy mirrorless. Thì con 5D4 này nó vẫn đang xài loại pin thông dụng nhất của Canon, đó chính là LBE6N đó, E6N nha. E6N thì dung lượng nó sẽ cao hơn loại pin E6 bình thường một chút để nó đảm bảo được cái khả năng hoạt động lâu dài của con máy này. Khi mà test khả năng quay thì mình thấy là nó ổn, nó không có cái gì phải lăn tăn cả. Thì đối với các bạn mà để mà chỉ có một cái là ngoại hình nó to thôi, nó sẽ to.
thì khi mà các bạn gắn lên và cân trên gimbal thì nó sẽ hơi cực một chút. Thì những cái cổng kết nối của nó thì hiện tại mình thấy là có luôn cả thêm cái cổng tai nghe. Tai nghe để chi? Để khi các bạn quay video á, các bạn có thể ghim tai nghe vô, các bạn nghe âm thanh trực tiếp luôn nha. Và cổng mic thì hai cái này nó được để gần nhau luôn, rất là dễ nhận dạng nha. Đó, 5D4 là một con máy DSLR mà đáp ứng được tất cả các nhu cầu để làm dịch vụ hiện tại bây giờ cho các bạn luôn. Chỉ có một cái là nó không có màn hình xoay lực như 6D2 thôi. Nó không có màn hình xoay lực như 6D2 nữa. Nó sẽ giữ nguyên cái thiết kế như ban đầu của những con máy full frame. Thì nếu mà so sánh nó với 5D3 thì chắc chắn là hơi khập khiễng rồi. Tại vì 5D3 ra đời cũng khá lâu rồi. Còn 5D4 thì nó mới ra đời sau này. Cho nên là để mà tiện dụng, để vừa quay vừa chụp thì mà lại thích kiểu dáng của những con máy DSLR, thì những cái kiểu dáng mà to mà hầm hố để cầm đầm tay á, thì anh em dịch vụ có thể là hướng, với lại không phải lăn tăn về vấn đề mà kinh phí hầu bao của mình, thì có thể hướng tới con 5D Mark 4. Còn nếu mà anh em nào mà thiên hướng là thiên về chụp nhiều hơn thì hiện tại cũng có thể là đầu tư một con 5D Mark 3 để mà chụp. Còn nếu mà quay thì nên tính toán lại. Đó, nên tính toán lại công việc của mình để mà mình trang bị một cái dạng thiết bị mình cho nó hợp lý hơn. Thì bây giờ thị trường máy thì rất là đa dạng và là rất là nhiều sự lựa chọn. Thì mọi người có thể tùy chọn để mà cái nào mà nó phù hợp nhất với mình, chứ không phải là nó sẽ là bắt buộc mà rập khuôn theo một cái mô típ nào hết. Đó, thì cũng hy vọng là video này sẽ giúp cho các bạn mà hỏi mình á, thì giải quyết được cái bài toán đó. Thì nếu mà bạn có điều kiện thì mình nghĩ là bạn nên sử dụng con 5D Mark 4 vừa để chụp vừa để quay luôn, hơn là cái con 5D Mark 3. Thì 5D Mark 3 á, thì như mình nhớ là chụp thì không thành vấn đề rồi. Đó, nó vẫn đảm bảo được chất lượng hình ảnh để mà bạn làm dịch vụ. Nhưng mà đối với phần quay của 5D Mark 3 á, thứ nhất 5D Mark 3 không có màn hình cảm ứng nè. Thì việc mà quay á, để mà bắt nét á, thường thì phải, để mà dễ dàng á, thì bạn phải cầm và trả lens về cái chức năng là lấy nét manual. Thì lúc đó mình sẽ vừa quay mình vừa lấy nét theo một cách thủ công. Thì nó khá là cực đối với khi mà bạn cầm một con 5D Mark 3 rất là nặng và thêm một cái ống kính nữa. Ngoài 5D Mark 4 ra thì nếu mà bạn muốn gọn nhẹ hơn thì bạn có thể chọn những cái dòng máy mirrorless khác. Đó, giá thành có thể là nới hơn là 5D Mark 4 và tiện dụng hơn. Đó, thì đây là ý kiến khách quan của mình. Thì cũng mong là các bạn có thể là đưa ra cái ý kiến cuối cùng để mà mình có thể đầu tư một con máy nó phù hợp với mình nhất. Ok, các bạn, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.